Xin chào cô chú anh chị, các bạn quay trở lại kênh của Thành Lê nha. Welcome back to my channel guys. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2022 ở tại thành phố Houston của bang Texas xinh đẹp. Nhiệt độ bây giờ khá là ấm áp ở mức 75 độ. Và trong lúc mình đang lái xe như thế này thì chúng ta sẽ cùng nhau thời sự về xe VinFast nữa. Tại vì sao, mọi người xem bàn chuyển xe thì còn cái nào hơn nữa trong lúc đang lái xe phải không mọi người? Trời đất, trong lúc đang lái xe mà coi như là hát cái bài ca VinFast là đúng bài luôn. Đó, giờ chưa kể nữa, cô chú anh chị con đã biết rồi đó. Mỗi ngày là fan của VinFast là coi như là nổ gian trời gian đất, miễn dân mà coi như qua tới bên Mỹ này luôn. Thì không có lý do gì mà những người như mình chứ cô chú anh chị, chúng ta lại phải coi như là không phản biện lại để cho mấy em đó bớt nổ thôi chứ không về đeo kiến lên cho nó ngầu cay. Thì á, như mọi người cũng đã biết rồi đó, doanh số của VinFast hiện giờ ở trên nước Mỹ này á là 2.500 chiếc, đó là của hãng Autonomy nó đặt. Và cái số liệu mà coi như là cái số người mà bỏ tiền cọc ra 200 đô để mà giữ chỗ cho VinFast nó vào khoảng có 8 cho tới 10.000 người. Là một con số đó nghe, nếu mà thọt qua chỉ cần nghe sơ thôi nghe là coi như rất nhiều cô chú anh chị coi như là đã phản đối. Nói trời làm gì có, ở đâu ra vậy, tôi không tin. Không, nhưng mà mình nói rồi, cái đó là số thiệt và mọi người cũng nên tin. Nhưng mà cái mà cô chú anh chị mà coi như là mọi người phải thấy vui lòng là sao, là nó không phải là nằm ở chỗ con số. Tại vì cô chú anh chị hay nghĩ xem, một cái hãng xe lớn như là VinFast một năm nó cần phải bán 300-400 ngàn chiếc thì may ra nó mới có quề vốn. Mà nguyên một năm qua nó được bao nhiêu kênh coi như là truyền thông dởm. Truyền thông dởm là những kênh YouTube mà làm truyền thông á, ở trên nước Mỹ nó lăn xê từ năm ngoái tới năm nay luôn, và thậm chí bây giờ vẫn còn lăn. Rồi coi như là bao nhiêu triệu fan của VinFast ở trong và ngoài nước nó lăn xê, nó khen nức nở, nào là tự hào, nào là người Mỹ kinh hoàng, nào là nước Mỹ chấn động, nào là người Mỹ chào đón, là nào là coi như là siêu tốc, siêu việt, siêu thần tốc. Nói chung đủ thứ mỹ từ hết. Mà coi như VinFast nó chỉ có trên từ 8.000 cho tới 10.000 người đặt chỗ, đặt giữ chỗ, tức là đặt để mà bỏ cái ra 200 đô để mà đặt giữ chỗ, chứ cũng chưa phải là order chính thức nữa. Là cô chú anh chị thấy là coi như nó số lượng nó nhỏ đó nghe, mà nhỏ siêu cấp vô địch luôn á. Tại sao mình gọi là 8-10 ngàn? Tại vì con số mà báo tờ nó đăng á là nó đăng 8 ngàn người đặt giữ chỗ đúng không, nhưng mà bài báo đó cách đây mấy tháng rồi, thì bây giờ coi như là mình cho em nó được lên cả 10 ngàn luôn, thành ra mình mới gọi dùng con số là 8-10 ngàn. Còn doanh số VinFast ở ngay tại thị trường Việt Nam luôn, nơi mà hầu như là VinFast nhận được không biết bao nhiêu là lời khen chịu lời khen, mà lời khen nhiều tới mức mà coi như là mọi người không thể nào mà tìm thấy được cái lời nào mà không khen hết, toàn là khen không. Khen mà coi như lên tặng cung trăng sao hỏa luôn. Coi như là giống như là một ngôi sao mà siêu cấp vô địch ở trên bầu trời vậy đó. Coi như là không có nơi nào mà sản xuất được xe hơi mà bằng VinFast hết đó. Ấy vậy, bất chấp là bao nhiêu chục triệu fan, bao nhiêu chục triệu lời khen mà VinFast chỉ bán được ở tại thị trường Việt Nam có cỡ trên dưới 30.000 xe thôi, không, cỡ 20-30.000 xe thôi, không. Vậy mà cái đó nếu mà chúng ta nhớ không lầm nữa là cách đây mà cỡ 11 tháng gì trước, lúc mà VinFast nó mới ra mẫu xe mà VF8, VF9 ở tại thị trường Việt Nam đó, lúc đó là coi như mọi người thấy có một cái bài báo kinh điển là coi như là gì, đã có 12.000 người Việt đặt mua xe VF8 hay là VF9 gì đó trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó là coi như fan VinFast nổ gian trời gian đất hết, mọi người nổ mà coi như là miễn như bay qua tới cung trăng luôn á. Trước tiên là bản thân cái nội dung bài báo, rồi mọi người thấy cái vấn đề đó không, nếu mà mười mấy ngàn người Việt đặt xe trong vòng mấy tiếng đồng hồ thì tại sao nguyên một năm trời, chính xác là cỡ 11 tháng mà VinFast nó chỉ bán được vỏn vẹn có cỡ 20-30 ngàn chiếc xe ở tại thị trường Việt Nam? Trong khi đó nếu dựa vào bài báo thì chỉ cần là 16 tiếng đồng hồ thôi là nó có 12.000 người đặt xe rồi mà. Hello. Vậy thì có thể chắc chắn trong là gì, báo đó nó viết nội dung không chính xác.
À, cô chú anh chị thấy cái mấu chốt không? Và hiện giờ coi như là VinFast, nếu mà các fan của VinFast nó nghe, nó đang được lăng xê kiểu gì nè mọi người, là coi như là báo Mỹ, coi như là cơ quan Mỹ đã đánh giá cái dung lượng pin của xe VinFast bằng một cái tiêu chuẩn lạ mọi người. Nó dùng cái từ là tiêu chuẩn lạ, hết chuyện cơ quan EPA, người ta cơ quan quản lý về môi trường của Mỹ đánh giá mà nó nói tiêu chuẩn lạ mọi người. À, nghe tới đó thôi là thấy bực bội rồi đó, không ok bực bội rồi đó. Nhưng mà không sao, nhưng mà thật ra cũng không có gì mà khó hiểu ở đây hết đâu rồi mấy em. VinFast đâu hết rồi mấy em, ra làm ơn đi, chúng ta cùng nhau làm việc đây, chúng ta cùng nhau thời sự coi chứ quên. À, chúng ta cùng nhau tâm sự mỏng thôi. Cơ quan EPA của Mỹ nó đánh giá pin của VinFast một cách rất là dễ hiểu luôn mọi người. Đó là tại sao? Đó là nó việc đơn giản là cô chú anh chị mà nếu mà ai mà coi trong tương lai mọi người mua xe VinFast, mọi người chạy cũng rất là đơn giản để mà kiểm tra luôn á, không? Hay là nếu mà như mình đã nói rồi, xe VinFast mà nó autonomy mà nó báo giá xe VinFast mướn xe mà cỡ 300-400 đô một tháng á, mình sẵn sàng vui vẻ mướn xe ba VinFast chạy cỡ 3 tháng rồi chơi, coi như là mình đầu tư ủng hộ tinh thần cho em nó ngàn mấy đô tiền mướn xe đó, không? Để chi? Để mà chạy, để mình review cho cái fan của VinFast cho anh tâm phục khẩu phục. Muốn kiểm tra chất lượng pin VinFast là rất là dễ luôn mọi người. Đó là bằng cách nào? Đó là mọi người chỉ cần sạc cho đầy cục pin, đúng không? Sau đó là mọi người cứ chạy đông tây nam bắc gì không cần biết, chạy cho khi nào nó còn cái dung lượng pin chỉ còn phân nửa 50% thôi. À, hay là mọi người cứ chạy cho nó xuống còn có 25% thôi. À, tại sao? Tại vì mọi người cứ chạy cứ từ cục pin đầy mà xuống 25% á, là tức là 1/4 của cục pin rồi đúng không? Thì mọi người chỉ cần có việc là lấy cái quãng đường mọi người ra đi nhân cho 4 thì nó sẽ ra là coi như tổng cái dung lượng của cục pin nó sẽ chạy được cái quãng đường bao xa thôi, đơn giản không? Rồi mấy em fan VinFast đó rồi ra có thể nào kiểm chứng cho anh Thành Lê không? Tại vì tụi em là coi như tụi em giỏi toán lắm mà, tụi em học toán là coi như là siêu cấp vô địch luôn á. Học là coi như mới lớp 7, lớp 8 là học giải tích, tích phân rồi. Còn ra là toán mấy em fan VinFast giỏi lắm mọi người, giỏi toán lắm. Ok, thành ra là mấy em đừng có nói với anh mấy em không có biết làm bài phép toán đơn giản đó nghe mấy em fan VinFast. Ok, muốn kiểm tra cái dung lượng pin VinFast vô cùng dễ luôn mọi người. Chỉ cần mọi người sạc đầy cái cục pin VinFast, mọi người chạy xuống sao cho nó còn 1/4, sau đó mọi người đã lấy cái quãng đường mà mọi người đã chạy được bao nhiêu cây số hay là bao nhiêu miles đó, mọi người nhân cho 4, lập tức ra kết quả của cái dung lượng của nguyên cái cục pin liền. Đó, rất đơn giản luôn, coi như là bây giờ là cô chú anh chị đã hiểu vì sao mà cơ quan EPA của Mỹ người ta đánh giá cái pin dung lượng pin của xe VinFast chỉ chạy được 179-180 miles thôi. À, bà nó kêu giá lên tới 50 mấy ngàn. Sao mà từ cái mức giá 50 mấy ngàn nó lại dẫn tới những cái tình huống mắc cười khác nữa mọi người. Tuy nhiên mọi người đã biết rồi đó, có rất là nhiều, có một số người làm YouTube ở trên đất Mỹ này nào coi như lăng xê xe VinFast tới nóc luôn. À, không biết gì lý do gì mà họ khen VinFast như nức nở luôn. À, nhưng mà cái đó cũng là cái mấu chốt đó mọi người. Cái lời khen đó là coi như là mình không tin. Tại sao mấy em fan VinFast đâu hết rồi? Mấy em cũng đừng có nên tin những cái kênh nào mà nó khen xe VinFast. Ok, tại sao mấy em fan VinFast đó hết rồi? Bây giờ anh Thành Lê sẽ cho tụi em hiểu tại sao nè. Tại vì á, mấy cái kênh nào mà nó khen xe VinFast của tụi em á, tụi em coi như là chỉ cần vô kênh, trong mấy cái kênh đó tụi em comment là ok, bây giờ khi nào anh chị mà mua xe VinFast thì coi như phải đưa giấy tờ chứng minh, không có nói nhiều đó, không khen là coi như phải bằng hành động thực tế, phải ủng hộ VinFast bằng hành động thực tế đàng hoàng, chứ không có ủng hộ bằng cái miệng, bằng tinh thần gì hết á. VinFast đã học được cái bài đó tại từ fan trong nước rồi đó, bao nhiêu chục triệu người ủng hộ bằng cái miệng, anh bằng tinh thần không à. Thành ra là VinFast bán ở trong nước mà nó lỗ đó nghe, mới tới 1 tỷ mấy đô mỗi một năm. Tính tới bây giờ là lỗ 4 tỷ mấy đô, là một con số khá là lớn. Không, nợ 8 tỷ mấy đô.
thành ra là ủng hộ WinFest bằng cái miệng, bằng tinh thần, nó không có giá, nó không có thực tế. Không, mấy em fan WinFest đó kìa, mấy em phải vào những cái kênh nào mà ủng hộ xe WinFest đó. Mấy em nói mấy anh chị hãy đi mua xe WinFest, phải đi bán chiếc xe Nhật, xe Mỹ nào của mấy anh chị đang chạy rồi, giờ đi mua xe WinFest mà chạy. Và mấy anh chị phải chứng minh giấy tờ là mua xe đàng hoàng thì tụi em sẽ tin đó. Vậy để chi? Để mà coi như chúng ta xác minh ra được là ok, mấy người đó là họ ủng hộ WinFast thật sự đó. Ok, mấy em fan WinFast chứ không không có ủng hộ để mà, không phải kiểu ủng hộ WinFast để mà kiếm cơm đó. Tại vì mấy em cũng đã biết rồi đó, thời buổi bây giờ mà ra đường thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều đó. Mấy em fan WinFast đó, mấy cái người đó họ không có chỉ đường soi sáng gì cho tụi em giống như anh đâu. Ok, coi như là họ coi như là ủng hộ WinFast để kiếm cơm thôi. Không, tại ủng hộ WinFast thì coi như cũng có thể với, kiếm được chút cháo. Nhưng mà nếu mà tụi em mà mua, kêu mấy người đó mà đi mua xe WinFast là không có mua đâu. Họ diễn đủ thứ lý do trên đời hết. Bây giờ mình cho mọi người biết nè, cô chú anh chị, mình không biết là mọi người đã vào những cái đài truyền thông dởm nào mọi người kêu mấy người đó đi mua xe WinFast mà chạy thử đi, để ủng hộ WinFast một cách thực tế đi. Không, mình không biết là cô chú anh chị đã comment kiểu đó chưa, nhưng mà hiện giờ khi mà coi như là gì, khi mà bất cứ cái kênh nào mà lăng xê xe WinFast là đều lăng xê bằng cái miệng hết, kêu mua không chịu mua. Mọi người thấy mắc cười không? Không, đâu mấy em fan WinFast rồi, anh Thành Lê nè, chỉ chê xe WinFast của em là giá mắc thôi. Nếu nó giá nó cỡ 20-30 ngàn là anh đã mua rồi, ok không? Nếu mà giá autonomy nó báo là cho mướn xe mà giá cỡ 300-400 tháng là coi như là gì, anh cũng sẽ vui vẻ mướn xe WinFast để ủng hộ cho tụi em, ủng hộ coi như là thương hiệu Việt. Còn nếu như mà dĩ nhiên nó kêu giá mà 500-600 đô hay gì thì sorry, không thể nào ủng hộ được. Tại vì với mức giá đó là mình có thể mướn rất là nhiều loại xe sang chảnh khác. Chưa kể nó là gì, bản thân là tụi em cũng thấy là anh đang có xe nữa, anh ủng hộ vậy là anh ủng hộ quá nhiệt tình rồi. Ok mấy em fan WinFast, anh ủng hộ vậy là coi như là đã làm mà coi như là đã tận sức rồi đó. Còn trong khi đó những cái truyền thông bẩn nào mà nó ủng hộ xe WinFast, nó lăng xê xe WinFast mà kêu, lúc mà kêu nó đi mua xe WinFast mà chạy đi là coi như nó diện đủ thứ lý do hết. Mà có người diện mắc cười với lý do vậy nè mọi người, trời ơi, có bộ thử xe WinFast là phải mua hả? Mấy anh chị có thử xe xong rồi mấy anh chị mua không? Nó dám diện lý do kiểu đó đó mọi người. Mấy em fan WinFast phải nói, phải trả lời kiểu vậy nè. Ok, để bây giờ anh sẽ dạy cho tụi em cách trả lời nè mấy em fan WinFast. Không, bất cứ cái người nào mà lăng xê xe WinFast mà họ nói đó, cái kiểu mà bộ thử xe WinFast là phải mua hả, hay là tôi đang có xe sao mà mua xe WinFast được, thì mấy em phải nói là nếu mà anh chị có xe thì làm ơn anh chị hay làm ơn bán xe của anh chị đi, không, để mua xe ủng hộ cho WinFast nó mới thực tế, đừng có ủng hộ bằng miệng đó. Còn cái nếu mà họ nói cái kiểu như vậy nè, trời ơi, nghe bộ thử xe WinFast là phải mua sao? Nếu trước tiên là gì? Vậy tụi em nghĩ tại sao mà họ lại đi lăng xê xe WinFast? Không, lăng xê xe WinFast cho cố vô khen nức nở từ năm ngoái tới năm nay, nhưng mà kêu đi mua là diện lý do liền, không chịu mua. Ủa gì kỳ vậy? Ủng hộ là phải mua chứ, đúng không? Nếu mà một người nào đó họ coi như là họ không có khen chê gì hết, rồi họ thử xe WinFast rồi họ nói không mua đi, không nói, ok. Còn cái này lăng xe cho cố vô khen cho nức nở, vô khen tặng mây xanh, khen tặng cung trăng, khen mà coi như là còn hơn cả là coi như là một siêu sao nữa. Nhưng mà kêu mua là coi, ủa bộ thử là phải mua hả, gì ngộ trời. Ồ vậy là coi như là mấy người đó lăng xê xe WinFast để kiếm cơm. Mấy em fan WinFast đã hết đời, mấy em làm ơn. Bây giờ anh Thành Lê lại một lần nữa soi sáng cho tụi em, mấy cái người nào mà lăng xê xe WinFast đó là họ lăng xê kiếm cơm. Cô chú chị không biết cái từ kiếm cơm khác rồi đó, nhưng mà cái đó, cái từ đó mọi người tự dùng. Còn cái này là cái từ mà mình mới chế ra nè, lăng xê xe WinFast để mà kiếm cơm.
lăn xe xe VinFast sẽ cố vô khen cho nức nở vô, coi như là khen đủ kiểu đủ đường hết, nhưng mà kêu mua không mua. Mấy em fan VinFast biết tại sao không? Tại vì xe VinFast của tụi em á, bây giờ thậm chí là có một số báo ở trong nước nó cũng ghi là xe VinFast đã bị kêu giá cao. Cái mấu chốt là nằm ở chỗ xe VinFast của tụi em nó quá mắc. Coi đứa nó vào vừa kênh mình nó nói chuyện kiểu mà cười vậy mọi người, nó nghe anh kiếm giùm em chiếc xe điện nào mà coi như là đầy đủ như VinFast mà coi như là chỉ có giá 50 mấy ngàn. Rồi không biết mấy em fan VinFast có coi cái video này không nữa, bây giờ anh Thành sẽ trả lời cho tụi em biết. Xe điện mà coi như là đầy đủ tính năng thì không có giá 50 mấy ngàn, nhưng mà đó là dành cho xe điện Tesla, dành cho xe điện là gì nè, Ford Mustang, hay là dành cho điện mà coi như là gì nè, Mercedes hay là Audi Q-tron gì đó. Còn xe VinFast của tụi em là xe thương hiệu vô danh ra thế giới không ai biết nó hết á, ngoại trừ người đó là người Việt Nam thôi. Thì mấy em không thể nào mà đòi hỏi cái dòng xe VinFast của tụi em mà giá ngang bằng với những thương hiệu nổi tiếng được hết á. Nó cũng giống như là tụi em nè, bây giờ anh Thành Lê hỏi ngược lại tụi em, mấy em fan VinFast đâu hết rồi. Tụi em coi như là tụi em sẵn sàng đi làm để dành tiền để mà mua cái điện thoại iPhone 30 triệu đúng không? Nhưng mà nếu mà như một cái điện thoại chẳng hạn điện thoại VinFast đi, cái điện thoại nào mà nó cũng khỏi thị trường Mỹ rồi đó, cái điện thoại nào của hãng nào trong nước đi mà nó kêu giá 30 triệu đó, thì tụi em nghĩ tụi em sẽ mua cái nào? Tụi em đừng có nói với tụi anh là tụi em sẽ mua cái điện thoại cho trong nước hơn là mua cái iPhone nha. Cái idea nó y chang như vậy đó. Tụi em làm ơn tụi em tỉnh đi, đừng có mơ nữa. Mơ là cách quảng bá mà coi như là sai lầm nhất. Chưa kể tụi em là hay thích chửi đuổi khách nữa. Cái idea là gì? Xe VinFast mặc dù nó đầy đủ tính năng gì không cần biết, hay là coi như nó đẹp, nó nhìn nó sáng, nó chói gì không cần biết. Mặc dù là coi như dịch vụ hậu mãi nó cũng không cần biết, cái chỉ cần biết đầu tiên là gì? Tại sao cái thương hiệu xe quá tầm thường? Mấy em cũng biết nói là xe VinFast thương hiệu mới, mà tại sao xe thương hiệu quá tầm thường mà lại coi như là kêu giá ngang với siêu xe? Như vậy mua mẹ siêu xe cho cả thế giới người ta đừng ngưỡng mộ chứ mua xe VinFast làm gì? Đúng không? Mua không lẽ mua xe VinFast xong mà để tụi em ngưỡng mộ? Mà trong khi đó cái idea ở đây là mọi người, mấy em fan VinFast này đâu, mấy tụi em đâu hết rồi. Mấy em fan VinFast thì coi như cũng rất là ngộ, các bạn thấy không? Có một cái bản tính mà coi như là không tốt thế nào, ok mấy em fan VinFast. Đó là sao? Đó là mấy anh chị Việt Kiều nào, những người Mỹ gốc Việt, những người khác nước nào, những người tộc Nails nào mà khen VinFast á, là tụi em nhào vô tụi em khen nức nở, nào là yêu nước, nào là coi như là có tâm, nào là có biết nguồn cội. Nói chung là tụi em khen đủ thứ á. Nhưng mà chỉ cần bất cứ ai, mặc dù người ta sẽ mua VinFast đó ha, mặc dù người ta có thể mướn VinFast chạy chơi đó ha, mặc dù người ta ủng hộ VinFast thực tế đó, mà chỉ cần mở nửa lời vô mà chê VinFast là lập tức tụi em vô đó nghe, tụi em chửi búa xua hết. Đó là một cái bản tính rất là kém, ok mấy em fan VinFast. Coi như là anh Thành Lê đang chỉ đường soi lối cho tụi em đi đó, mà tụi em toàn cứ lựa đường tối tụi em đi không à. Đó là một cái cách đuổi khách. Mà tụi em nên nhớ là gì? VinFast của tụi em sẽ không thể thành công được nếu như mà không bán đủ doanh số cho nước Mỹ này. Tụi em đừng có đó mà so với xe Nhật, xe Mỹ, xe Đức gì mất công, nó xa vời lắm. Tụi em phải nên so xe VinFast với xe Trung Quốc thôi. Xe Trung Quốc vào năm 2003 nó cũng đã từng coi như là tham vọng là coi như bán xe cho người Mỹ, nhưng mà sau đó là nó đem về nó bán xe cho người của nước nó luôn rồi. Mấy tàu khửa đó. Cái idea là gì? Tụi em nên nhớ là gì? Đây là nước Mỹ, là sân chơi của Việt Kiều, là sân chơi của dân khác nước, là sân chơi của tộc Nails, không phải là sân chơi của tụi em. Thành ra là cái mà tụi em, thay vì tụi em lấy lòng lên những người ở bên đây á, thì tụi em toàn là chửi đuổi khách không à. Mà tụi em chửi người ta thì cái người ta đơn giản làm là gì? Quay lưng với xe VinFast, quay lưng với thương hiệu Việt, đơn giản không? Còn tụi em có lăn xê cách mấy đi nữa thì cái thực tế là gì? Bao nhiêu chục triệu em fan của VinFast, hay thậm chí là bao nhiêu người ở bên đây là lăn xê xe VinFast từ năm ngoái tới năm nay đó, nhưng mà cái thực tế là gì?
ở ngay tại Việt Nam VinFast nó không có bán được bao nhiêu xe hết, vài chục ngàn chiếc lỗ banh xác. Còn ở bên Mỹ này đó, nguyên cái cộng đồng người Việt ở trên đất Mỹ này tụi em biết bao lớn không? Mấy triệu người, bao nhiêu là kênh nó lăn xê, bao nhiêu là cái truyền thông bẩn nó lăn xê. Từ năm ngoái tới năm nay tưởng gì có 8.000 đơn giữ chỗ. Trời trời, một cái hãng xe mà nó bán cái doanh số đó là coi như nó chỉ có đường mà nó càng từ lỗ cho tới lỗ thôi. Đó, mấy em thấy cái tác hại chưa mấy em fan VinFast? VinFast không, thành ra là gì? Tụi em tốt nhất là mấy em fan VinFast hết rồi. Anh Thành Lê chỉ cho tụi em một lần nữa, đó là tụi em phải nên lấy lòng Việt Kiều, phải nịnh bợ, nịnh hót, phải tành tâm xin lỗi gì đó không cần biết. Hồi đó giờ tụi em có chửi, lỡ chửi Việt Kiều câu nào làm ơn xóa mấy comment đó hết. Vô những tụi em nói xéo hay xiên xỏ Việt Kiều, người Mỹ gốc Việt, dân khác nước đồ này kia ở đâu đó không còn biết. Bây giờ vào những cái kênh đó là coi như xóa mấy cái comment chửi bới Việt Kiều hết. Thấy không? Tụi em phải thần tượng Việt Kiều lên, phải khen là các anh chị, trời ơi trời, sao mà mấy anh chị trắng quá vậy, xong qua Mỹ trắng quá vậy, sao mà mấy anh chị qua Mỹ sao mà tự nhiên là thấy dễ thương quá vậy, sao mà coi như mấy anh chị qua Mỹ mà sao như mà kỹ quá vậy hả. Mấy em phải khen Việt Kiều lên. Ok, vậy trong trường hợp đó người ta mai ra người ta sẽ ồ oh, bây giờ mấy em fan VinFast cũng coi như nói chuyện cũng lọt lỗ tai chút ha, không chừng người ta sẽ suy nghĩ lại đồ. Ok, đó mới gọi là cái cách mà làm ăn tiếp thị. Còn tụi em đó nghe thất vọng với mấy em fan VinFast thật chứ, dạy hoài mà coi như tụi em không có học bài gì hết. Thôi video đã dài, xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.